sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương, phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mừng cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu chia ly ơn, để lại thấy đường chàng bấn đau trong tim nàng mãi.